Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay, một đợt không khí lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta theo hướng lệch đông. Lúc này, những cơn mưa nhỏ đang xuất hiện nhiều nơi ở khu vực phía đông bắc bộ. Dự báo, trong ngày và đêm nay sang đến ngày mai, khối không khí lạnh tiếp tục bổ sung xuống nước ta. Những cơn mưa nhỏ vẫn được duy trì. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây không cao, chỉ từ 16 đến 19 độ. Vùng núi trời rét đậm rét hại. Ở khu vực trung du và đồng bằng trời rét đậm. Với các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ trong ngày và đêm nay trời cũng có nhiều mây hơn. Chiều tối bắt đầu có mưa. Nhiệt độ ngày mai giảm xuống còn từ 20 đến 23 độ. Dự báo đến ngày 17 và ngày 20 tháng 1 tới sẽ có thêm hai đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống. Nhiệt độ ban ngày có thể giảm mạnh. Tình trạng rét đậm rét hại khi chỉ đêm và sáng sớm. Lưu xuống khu vực miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa cũng gia tăng trở lại. Tuy nhiên, do chịu tác động của gió Đông Bắc tương tác với địa hình có mưa không lớn và tập trung ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ. Đến tối và đêm nay, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 19 độ. Trung Trung Bộ trời se lạnh từ 19 đến 22 độ. Nam Trung Bộ trời mát mẻ từ 22 đến 24 độ. Sang đến ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ chỉ từ 19 đến 23 độ trời rét. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ nhít nhẹ hơn ở mức từ 24 đến 26 độ. Còn với khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ ở mức từ 27 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực các tỉnh phía Nam thì đang mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô. Trời lại có nắng từ sớm, vì thế dự báo trong ngày hôm nay cho đến 3 ngày tới. Cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nhiệt độ tăng cao. Tại vùng cao Tây Nguyên nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Đến tối và đêm nay nhiệt độ giảm trời rét ở vùng cao Tây Nguyên và se lạnh ở Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực phía bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Ở vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa, khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động.